Chào bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với khóa đàn tranh cơ bản. Bài luyện ngón, ba ngón, ngón 1, ngón 2 và ngón 3. Ngón 3 chúng ta cho vào nút sòn là cái dây dưới cùng. Nếu đàn 17 dây thì đây sẽ là dây thứ hai. Bạn sẽ xem lại video trước video này để biết về các dây đàn của trên đàn tranh nhé. Chúng ta bắt đầu ngón 3, rồi đến ngón 2, rồi đến ngón 1. Tức là sòn là đô 3 2 1. Chúng ta làm đi làm lại thật nhiều lần. Rồi chúng ta lên tiếp. Là đô rê đi lên tiếp, đô rê mi lên tiếp, rê mi son lên tiếp, mi son la lên tiếp. Khi đến sòn la đô thì chúng ta sẽ dừng lại. Và toàn bộ bài luyện sẽ là đi xuống là đố la sòn, tức là ngón 1, 2 và 3. Tất cả những cái bài luyện này chúng ta đều có trong bộ video dạy đầu tiên đàn tranh từ đầu, với tất cả những cái kỹ thuật như là luyện ngón, về vuốt á của tay phải và miết rung mổ của tay trái. Chúc các bạn thành công. Hãy theo dõi kênh và để lại bình luận để chúng ta tiếp tục gặp nhau ở những video sau nhé.